Rồi, hello. Xin chào tất cả anh em ha. Ngày hôm nay Bảo có quay gà. Thì hôm nay sổ được được hơn đợt trước. Thì anh em nào có muốn bắt thì alo cho Bảo ha. Số điện thoại Bảo để dưới màn hình. Bây giờ Bảo sẽ lên gà cho anh em ha. Rồi, hồi số 1 nha anh em. Từ số 1 cho tới số 5 là tầm trung ha. Rồi, số 1 nó lại 1kg 250 anh em. Cánh dáng đùi lào. Bổn này bổn canh chặn đầu cần ha anh em. Thì giao anh em tầm trung. Anh em nào ưng alo Bảo. Đây, số 1 nha anh em. Tướng tá cao ráo, đẹp trai. Tại nó mê ăn cỏ thôi, nó bung hình ra nhìn ok lắm anh em. Rồi anh em nào muốn coi thêm chi tiết qua Zalo giúp Bảo ha. Rồi. Rồi, mã số 2 băng cà xanh anh em. Cái này 1kg 2. Do số ký cũng hơi nhỏ đó, cho nên là Bảo chia lại tầm trung cho anh em chơi. Chứ băng cà xanh là giá là chắc giá lắm ha. Rồi, tầm trung 3T ha. Anh em nào có bắt liên hệ Bảo ha. Số 2 chà, chụp chà dữ lắm nha anh em. Băng này siết từ trong tới ngoài đều hoàn hảo hết nha. Rồi, anh em nào mến Bảo thì alo ha. Rồi, khét chân xanh. Con này ký 3 anh em. Thì ban ngày khác nó chụp cho mua lưng nó chà không à. Mà con này bị bùa phép rồi, bị mất duyên rồi. Chia là anh em 3T ha. Thì anh em nào có mến cái tướng đó thì alo Bảo ha. Khét này ký lô 3. Về cũng mau chơi ha. Đấy, bụng mẹ tự tin. Ok anh em. Rồi mã số 3. Rồi mã số 4 anh em. Gà đều khét cà xanh chứ lộn. Xanh này ký 350. Cái cốc cửa nó nhọn quá, mình có tề bớt á. Sợ sổ trúng mấy gà kia. Giao anh em tầm trung chơi ăn. Thì lên chục con cũng có con hay con dở chứ đâu phải con nào cũng hay hết. Nghe anh em. Thông tin chi tiết gì anh em muốn coi qua Zalo giúp Bảo ha. Rồi, số 4 anh em. Cái 350, đẹp trai ha, cao à. Rồi, mã số 5 đây anh em. Thì đây cũng là băng cà xanh của Bảo. Nó tướng nó hơi phèn xíu thôi. Nhưng mà chụp vô là siết lắm nha anh em. Khỏi suy nghĩ luôn ha. Thì giao anh em tầm trung thôi ha. Cho anh em có cơ hội tiếp cận băng cà xanh để mà anh em chơi thử bổn mẻ mình Bảo. Băng cà xanh thì khỏi suy nghĩ rồi. Con này hiện tại nó 1kg 4 ha. Giao tầm trung cho anh em chơi. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, mọi số 6 lên cho anh em một siêu phẩm cà xám anh em. Cao ráo đẹp tay, tấp bình dây cui, từ dần nạp cho tới gai đều tốt ha. Gà này là khung gà nhất bên Bảo ha. Thì mã số 6 này 1kg 350, giao cho anh em khung gà lô 1 ha. Anh em nào có thiện chí alo Bảo. Rồi, cảm ơn anh em. Gà này từ tốc độ cho tới dần gai đầu cần nha anh em. Bổng này đầu cần chụp chà xít dữ lắm ha. Ok. Rồi, Bảo tiếp tục lên cho anh em một siêu phẩm nữa anh em. Gà đều chân vàng tám móng đen. Thì hiện tại em nó 1kg 3. Siêu phẩm này từ dàn nạp cho tới dàn gầy ha. Đều là chụp chà sới như cái máy cho anh em. Khung gà lô 1 anh em cũng biết mà, nó giỏi mình mới đưa vào ha. Thì anh em tham khảo clip sổ gì này kia. Miệng tươi, bo lớn. Thì anh em tham khảo qua Zalo giúp Bảo ha. Rồi, đại ký lô 3 nha anh em. Đấy, chân vàng, tám móng đen. Gà này về từng 10 ngày chơi được anh em, cứng gà lắm rồi ha. Ok. Rồi, cuối cùng mã số 8 anh em. Ký 250 à. Cao ráo đẹp trai. Cùng dâu đứng ha. Thì đây khung gà lô 1. Tốc về tốc độ thì khỏi suy nghĩ rồi. Chân vàng tám đen luôn nghe anh em. Đấy, cực kỳ VIP luôn anh em ơi. Này hết bài luôn rồi, khỏi suy nghĩ rồi.
chờ anh em xuống tiền thôi chứ. Bà thấy con này là đẹp nhất bầy đó, kiểu vậy. Mã số 8 anh em ơi, đấy, ký 250, trạng trưởng thành, trạng mình đi thi của nó đó, cỡ ký 280, ký 3 là bén ha. Chờ tay cũng bít lượng rồi, đầy nhóc rồi, về anh em nhẹ nuôi lắm. Rồi ok anh em ơi, tạm biệt anh em ha. Thì chúc anh em một ngày thật tốt lành ha.